Xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Việc mà chúng ta xịt nước hoa quá nhiều không chỉ làm gây lãng phí nước hoa mà nó sẽ khiến chúng ta trở thành một quái vật mùi hương, làm cho mùi hương nó nồng, nó hắc và khiến chúng ta trở nên kém sang hơn, và đôi khi sẽ khiến những người xung quanh chúng ta cảm thấy khó chịu và họ sẽ khó chịu ra mặt luôn đấy mọi người ạ. Và để chúng ta luôn thơm tho một cách nhẹ nhàng thì Vân Anh sẽ chỉ ra ba lỗi cơ bản khi mà dùng nước hoa để đảm bảo khi mọi người xịt nước hoa chuẩn bài, không hắc mà vẫn thơm tho suốt cả ngày dài nhá. Cho nên là mọi người đừng bỏ lỡ video này nhá. Điều đầu tiên đó chính là không xịt quá nhiều nước hoa nhá. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất mà khi mà chúng ta tỏa ra hương thơm nước hoa cực khắc đó là chúng ta sử dụng cái lượng nước hoa quá nhiều. Kiểu nhiều khi ấy, chúng ta cứ xịt thật là nhiều và cứ nghĩ rằng nếu mà xịt nhiều thì lưu hương rất là lâu. Đấy là sai nhá. Nhớ kỹ một nguyên tắc đó chính là ít hóa nhiều. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta dùng nước hoa thì đừng có cố gắng xịt cho rất là nhiều cho nó thơm và nồng nàn quá đậm. Điều này thì khiến chúng ta lãng phí nước hoa này và khiến cái mùi hương nó nồng quá, nó hắc quá, và khi mà đến chỗ đông người hay đi làm ấy, gặp gỡ bạn bè mọi người xung quanh nó sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu về cái mùi hương thơm ở trên cơ thể mọi người đó. Thứ hai đó chính là dùng kem dưỡng thể có mùi nồng. Có nhiều người sẽ có thói quen dùng kem dưỡng thể có hương thơm và sau đó họ sẽ lại tiếp tục dùng thêm nước hoa. Trên thực tế nếu mà làn da của chúng ta có một độ ẩm nhất định ý, thì sẽ là cách để lưu mùi hương lý tưởng. Tuy nhiên là sẽ có một cái sai lầm rất là lớn, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng kem dưỡng ẩm có mùi thì nó sẽ khiến cho hai mùi hương này nó bị hòa trộn vào với nhau ấy, và hỗn hợp này thì tồn tại rất là lâu bởi vì trong cái chất dầu của kem dưỡng thể ấy, nó cũng lưu rất là lâu và hai mùi hương này nó hòa trộn với nhau. Thật sự nó sẽ ra một cái mùi rất là nồng, hắc và khó chịu. Nó còn bị biến đổi cái mùi hương nước hoa của chúng ta đi. Cho nên là với những ai có thói quen này thì mọi người hãy nên lựa những kem dưỡng ẩm hay kem dưỡng thể không có mùi nha mọi người nha. Có thể sử dụng kem vaseline chẳng hạn, đó không có mùi, sau đó chúng ta sử dụng nước hoa lên trên đó mà vẫn có cái độ lưu hương trên cơ thể mà không lo về vấn đề mùi hương nước hoa của chúng ta bị biến đổi mọi người nhá. Điều thứ ba và cũng là cuối cùng đó chính là dùng một loại nước hoa trong một thời gian khá là dài. Thêm một lưu ý cho những tín đồ mùi hương nước hoa là đừng nên dùng một mùi hương nước hoa trong một thời gian khá dài. Bởi vì nếu mà chúng ta dùng một mùi hương nước hoa lâu ấy thì sẽ khiến cho các tế bào nhạy cảm của khoang mũi của chúng ta với cái mùi hương nước hoa đấy sẽ không kiểu rõ mùi nữa, và cái khứu giác của chúng ta nó bị quá quen một cái mùi hương, cho nên chúng ta không còn cảm nhận hay là không nhận rõ được cái mùi hương mà chúng ta sử dụng nữa. Và từ đó thì chúng ta sẽ hay có xu hướng là xịt nhiều nước hoa bởi vì chúng ta ngửi thấy và chúng ta sẽ xu hướng xịt nhiều nước hoa hơn, và điều đó sẽ là gây nồng hắc và rất là khó chịu và rất là khó ngửi. Ok, và trên thực tế thì sẽ còn rất là nhiều nguyên nhân khác mà khiến mà khi mà chúng ta sử dụng mùi hương nước hoa mà tạo ra cái mùi hắc mà chúng ta đã tiết chế được cái liều lượng mà chúng ta sử dụng rồi. Tuy nhiên thì với ba lỗi thường gặp khiến nước hoa của bị hắc khó chịu trên mà Vân Anh vừa chia sẻ thì hy vọng sẽ giúp cho chúng ta được phần nào và chúng ta hiểu và hạn chế và rõ hơn về cái cách sử dụng mùi hương nước hoa để cho nước hoa đúng cách và để cho chúng ta thơm to suốt cả ngày dài mà không lo nó mùi hương nồng hay là kém sang mọi người nhá. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.